Cô chào tất cả các em. Hôm nay cô và các em cùng tìm hiểu nội dung bài giảng khóa 9. Chương 1: Các loại hợp chất vô cơ. Chủ đề 1: Oxit. Trước khi đi tìm hiểu nội dung bài học, cô và các em cùng khởi động qua bài tập sau. Cho công thức hóa học của các oxit sau: CaO, P2O5, BaO, CO2, MgO, SO3, CuO, SO2. Hãy phân loại và gọi tên các oxit. Với kiến thức các em đã được học trong chương trình hóa 8, chúng ta có thể chia các oxit trên thành hai loại. Đó là oxit bazơ và oxit axit. Oxit bazơ bao gồm các oxit của kim loại. Chúng ta có các oxit sau: CaO đọc tên là canxi oxit, BaO đọc tên bari oxit, MgO đọc tên magie oxit và CuO đọc tên đồng hai oxit. Thứ hai, oxit axit là oxit của phi kim. Chúng ta có các oxit sau: P2O5 diphosphor pentaoxit, CO2 carbon dioxit, SO2 lưu huỳnh dioxit và SO3 lưu huỳnh trioxit. Qua bài tập vừa rồi, các em cần nắm được các kiến thức về oxit. Thứ nhất, định nghĩa oxit là hợp chất tạo nên bởi hai nguyên tố, trong đó có một nguyên tố là oxy. Công thức hóa học của oxit có dạng chung là MXOY, với M là ký hiệu hóa học của một nguyên tố khác, O là ký hiệu hóa học của nguyên tố oxy, XY lần lượt là chỉ số của nguyên tố M và oxy. Và công thức hóa học của oxit được viết túng theo quy tắc hóa trị. Oxit được chia thành hai loại chính, đó là oxit bazơ và oxit axit. Cách gọi tên oxit, chúng ta có nguyên tắc chung, đó là gọi tên của nguyên tố rồi tới oxit. Đối với kim loại có nhiều hóa trị, chúng ta đọc tên oxit bazơ, đó là tên kim loại kèm theo hóa trị rồi đến oxit. Đối với phi kim có nhiều hóa trị, chúng ta sẽ đọc tên của oxit axit, đó là tiền tố chỉ số nguyên tử phi kim rồi đến tên phi kim, đến tiền tố chỉ số nguyên tử oxy rồi tới oxit. Vậy, oxit axit và oxit bazơ có những tính chất hóa học nào? Hôm nay cô và các em sẽ cùng tìm hiểu nội dung chương 1 khóa 9, các loại hợp chất vô cơ, tiết 3, 4, 5, chủ đề 1, oxit. Mục tiêu của chủ đề oxit, các em cần nắm được các nội dung sau. Thứ nhất, tính chất hóa học của oxit. Thứ hai, phân loại oxit. Chúng ta đi tìm hiểu nội dung thứ nhất, tính chất hóa học của oxit. Một nhỏ, oxit bazơ có những tính chất hóa học nào? Dựa theo tính chất hóa học của nước, các em đã được học năm lớp 8 và chúng ta đã được làm thí nghiệm cho canxi oxit phản ứng với nước. Chúng ta thấy hiện tượng tạo thành dung dịch canxi hydroxit thuộc loại hợp chất bazơ và các em có phương trình hóa học. Canxi oxit tác dụng với nước tạo thành CaOH tất cả hai lần là canxi hydroxit thuộc loại hợp chất bazơ. Vậy từ đây chúng ta có tính chất thứ nhất của oxit bazơ. Đó là oxit bazơ tác dụng với nước tạo thành dung dịch bazơ hay được gọi đó là kiềm. Có phải tất cả các oxit bazơ đều phản ứng được với nước hay không? Các em lưu ý. Chỉ có một số oxit bazơ như kali oxit, natri oxit, canxi oxit, bari oxit mới tác dụng với nước tạo thành dung dịch bazơ. Ở đây cô có ví dụ kali oxit tác dụng với nước tạo thành kali hydroxit, công thức KOH. Hay bari oxit tác dụng với nước tạo thành bari hydroxit, công thức BaOH tất cả hai lần. Còn các oxit bazơ, ví dụ đồng hai oxit không phản ứng được với nước hay sắt hai oxit không phản ứng được với nước. Oxit bazơ còn tính chất hóa học nào khác? Các em hãy quan sát thí nghiệm sau: cho bột đồng hai oxit màu đen tác dụng với dung dịch axit clohydric. Sau khi quan sát thí nghiệm, các em nhận xét hiện tượng, viết phương trình hóa học xảy ra và kết luận tính chất hóa học. Đồng oxit tác dụng với axit clohydric.
lấy vào ống nghiệm một ít đồng hai oxit. Sẽ có hiện tượng gì xảy ra khi ta cho thêm tiếp vào ống nghiệm vài ml dung dịch axit chlorhyric? Hãy giải thích hiện tượng quan sát được và viết phương trình phản ứng. Quan sát thí nghiệm vừa rồi, chúng ta thấy khi cho đồng hai oxit màu đen tác dụng với dung dịch axit chlorhyric thì tạo thành dung dịch có màu xanh lam là đồng hai clorua, công thức CuCl2. Vậy chúng ta có thể viết phương trình như sau: CuO tác dụng với HCl tạo thành CuCl2 và nước. Vậy đồng hai oxit thuộc loại hợp chất oxit bazơ, HCl là hợp chất axit, CuCl2 thuộc loại hợp chất muối. Vậy chúng ta rút ra được tính chất hóa học. Oxit bazơ tác dụng với axit tạo thành muối và nước. Và đây chính là tính chất thứ hai của oxit bazơ tác dụng với axit. Đối với tính chất này, các em lưu ý tất cả các oxit bazơ đều phản ứng được với dung dịch axit tạo thành muối và nước. Chúng ta có các ví dụ: canxi oxit tác dụng với axit chlorhyric tạo thành canxi clorua và nước, chúng ta cân bằng. Đồng hai oxit tác dụng với axit sulfuric tạo thành đồng hai sulfat và nước. Sắt hai oxit tác dụng với axit chlorhyric tạo thành sắt hai clorua và nước. Ở đây là oxit sắt hai. Khi phản ứng với axit chlorhyric sẽ tạo thành muối sắt hai. Được viết đúng theo quy tắc hóa trị. Và chúng ta cân bằng. Sắt ba oxit tác dụng với axit sulfuric tạo thành sắt ba sulfat và nước. Ở đây oxit sắt 3 khi phản ứng với axit sulfuric sẽ tạo thành muối sắt 3 sulfat, được viết đúng theo quy tắc hóa trị. Và chúng ta cân bằng. Các em tìm hiểu ví dụ 1, hãy hoàn thành phương trình hóa học theo sơ đồ phản ứng sau. Chúng ta có 3 phương trình A, B, C. Dựa vào tính chất hóa học oxit bazơ tác dụng với axit chúng ta vừa mới tìm hiểu, các em có thể hoàn thành phương trình hóa học như sau. Đối với phương trình A, axit chlorhyric tạo thành sắt 3 clorua, vậy chất cần điền ở đây là sắt 3 oxit và nước. Phương trình 2, magie oxit tạo thành magie sulfat, vậy chất cần điền ở đây sẽ là axit sulfuric và nước. Kẽm oxit tạo thành kẽm clorua, vậy chất cần điền ở đây là axit chlorhyric và nước. Ngoài hai tính chất vừa tìm hiểu thì oxit bazơ còn tính chất hóa học nào khác? Bằng thực nghiệm, người ta thấy rằng để vôi sống canxi oxit trong không khí thì canxi oxit sẽ hấp thụ với khí carbon dioxide tạo thành canxi carbonat. Chúng ta có phương trình canxi oxit tác dụng với carbon dioxide tạo thành canxi carbonat. Ở đây canxi oxit thuộc hợp chất oxit bazơ, carbon dioxide thuộc hợp chất oxit axit, canxi carbonat thuộc hợp chất muối. Vậy chúng ta rút ra được tính chất oxit bazơ tác dụng với oxit axit tạo thành muối. Đây chính là tính chất thứ ba của oxit bazơ tác dụng với oxit axit. Đối với tính chất
Oxit bazơ tác dụng với oxit axit tạo thành muối. Các em lưu ý chỉ có một số oxit bazơ như kali oxit, natri oxit, canxi oxit, bari oxit mới tác dụng với oxit axit để tạo thành muối. Chúng ta có một số các ví dụ như canxi oxit tác dụng với dinitro pentao oxit tạo thành muối canxi nitrat, hoặc kali oxit tác dụng với lưu huỳnh dioxit tạo thành muối kali sulfit. Các em tìm hiểu ví dụ 2. Hãy chọn đáp án đúng trong các câu sau. A. Canxi oxit tác dụng với carbon dioxit tạo thành canxi carbonate. B. Natri oxit tác dụng với carbon dioxit tạo thành natri carbonate và nước. C. Bari oxit tác dụng với lưu huỳnh dioxit tạo thành bari sulfit. D. Magie oxit tác dụng với lưu huỳnh dioxit tạo thành magie sulfit và nước. E. A và C đúng. G, B và D đúng. Dựa vào tính chất thứ ba, oxit bazơ tác dụng với oxit axit vừa rồi, chúng ta thấy đáp án đúng là E, A và C. Ở đây chúng ta có câu B là sai, vì oxit bazơ tác dụng với oxit axit không tạo thành nước. Câu D chúng ta thấy sai là do magie oxit là oxit bazơ không phản ứng được với oxit axit. Các em đi tìm hiểu nội dung thứ hai, oxit axit có những tính chất hóa học nào? Dựa vào tính chất hóa học của nước, các em đã được học trong chương trình hóa 8. Thí nghiệm, khi cho đi phosphor pentaoxit P2O5 tác dụng với nước thì chúng ta thấy tạo thành dung dịch axit phosphoric H3PO4. Phương trình hóa học được viết như sau. P2O5 tác dụng với H2O tạo thành H3PO4. Chúng ta rút ra được tính chất thứ nhất. Oxit axit tác dụng với nước tạo thành dung dịch axit. Đối với tính chất này, các em lưu ý chỉ có một số oxit axit tác dụng với nước tạo thành dung dịch axit. Lưu huỳnh dioxit tác dụng với nước tạo thành axit sulfuro công thức H2SO3. Carbon dioxit tác dụng với nước tạo thành axit carbonic công thức H2CO3. Lưu huỳnh trioxit tác dụng với nước tạo thành axit sulfuric công thức H2SO4. Dinitro pentaoxit tác dụng với nước tạo thành axit nitric công thức HNO3. Diphosphor pentaoxit tác dụng với nước tạo thành axit phosphoric công thức H3PO4. Như vậy, ở đây chúng ta lưu ý cho cô, oxit axit tương ứng với các gốc axit như sau. SO2 tương ứng với gốc axit là SO3. CO2 tương ứng với gốc axit là CO3. SO3 tương ứng với gốc axit là SO4. N2O5 tương ứng với gốc axit là HNO3 và P2O5 tương ứng với gốc axit là H3PO4. Oxit axit còn tính chất hóa học nào khác? Cô mời các em quan sát thí nghiệm dẫn khí carbon dioxide vào dung dịch nước vô trong canxi hydroxit. Các em quan sát thí nghiệm nhận xét hiện tượng, viết phương trình hóa học xảy ra và kết luận tính chất hóa học. Canxi hydroxit tác dụng với oxit axit. Cho một vài mẫu canxi carbonat vào ống nghiệm. Cho tiếp dung dịch axit clohydric vào. Đậy ống nghiệm bằng nút của ống dẫn khí, dẫn sang ống nghiệm khác đựng dung dịch nước vôi trong canxi hydroxit.
Khí carbon dioxide bay sang làm ống nghiệm đựng dung dịch nước vôi trong vẩn đục. Như vậy, canxi hydroxit tác dụng với carbon dioxide tạo mối không tan canxi carbonate. Quan sát thí nghiệm vừa rồi, các em thấy khi dẫn khí carbon dioxide vào dung dịch nước vôi trong thì có hiện tượng nước vôi trong bị vẩn đục do tạo thành canxi carbonate CaCO3. Phương trình hóa học được viết như sau: CO2 tác dụng với CaOH tất cả hai lần tạo thành CaCO3 và H2O. Carbon dioxide thuộc hợp chất oxit axit, canxi hydroxit thuộc hợp chất bazơ, canxi carbonate thuộc hợp chất muối. Vậy ở đây chúng ta rút ra được tính chất oxit axit tác dụng với dung dịch bazơ tạo thành muối và nước. Đây chính là tính chất thứ hai của oxit axit tác dụng với bazơ. Ở đây các em lưu ý cho cô, oxit axit chỉ tác dụng được với các dung dịch bazơ, tức là phản ứng với bazơ tan, còn bazơ không tan thì không tham gia phản ứng. Tương tự, chúng ta có ví dụ sau, cho lưu huỳnh dioxit tác dụng với natri hydroxit thì tạo thành natri sunfat và nước. Dựa theo tính chất thứ ba của oxit bazơ, chúng ta có tính chất thứ ba của oxit axit, đó là oxit axit tác dụng với một số oxit bazơ tạo thành muối. Các em cùng tìm hiểu ví dụ 3, hoàn thành các phương trình hóa học sau. Cô có 4 phương trình hóa học A, B, C, D. Dựa vào tính chất hóa học của oxit axit vừa tìm hiểu, chúng ta có thể hoàn thành các phương trình hóa học như sau. Phương trình A, chất cần điền ở đây là H2SO3. Vì lưu huỳnh dioxit là một oxit axit tác dụng với nước sẽ tạo thành một dung dịch axit. Vậy axit chúng ta cần điền ở đây là H2SO3. Phương trình B, chất cần điền ở đây là SO3, vì nước tác dụng với chất gì để tạo thành axit. Vậy ở đây chúng ta cần điền là một oxit axit, vậy công thức là SO3. Câu C, chất cần điền ở đây là K2SO3, vì SO2 là một oxit axit tác dụng với KOH là một bazơ thì sản phẩm sẽ tạo thành muối và nước. Vậy ở đây công thức của muối chúng ta cần điền là K2SO3 và cân bằng. Phương trình D, chất cần điền ở đây là BaO, vì SO2 là một oxit axit tác dụng với chất gì để tạo thành muối bari sulfit. Chất cần điền ở đây là một oxit bazơ, chúng ta sẽ điền là bari oxit. Qua nội dung chúng ta vừa mới tìm hiểu về tính chất hóa học của oxit axit và tính chất hóa học của oxit bazơ, cô có sơ đồ mối liên hệ giữa oxit axit và oxit bazơ như sau. Oxit bazơ tác dụng với axit tạo thành muối và nước. Oxit axit tác dụng với bazơ tạo thành muối và nước. Oxit bazơ tác dụng với oxit axit tạo thành muối. Và oxit bazơ tác dụng với nước tạo thành dung dịch bazơ. Oxit axit tác dụng với nước tạo thành dung dịch axit. Chúng ta cùng tìm hiểu nội dung hai lớn khái quát về sự phân loại oxit. Để phân loại các oxit, người ta dựa vào tính chất hóa học, từ đó chia oxit thành 4 loại. Thứ nhất, oxit bazơ, thứ hai, oxit axit, thứ ba, oxit lưỡng tính, thứ tư, oxit trung tính. Và dựa theo tính chất hóa học, người ta định nghĩa các oxit như sau. Oxit bazơ là những oxit tác dụng với dung dịch axit tạo thành muối và nước, ví dụ sắt 2 oxit, kali oxit. Oxit axit là những oxit
tác dụng với dung dịch bazơ tạo thành muối và nước, ví dụ carbon dioxide, diphosphor pentaoxide. Oxit lưỡng tính là những oxit tác dụng với cả dung dịch bazơ và dung dịch axit tạo thành muối và nước, ví dụ nhôm oxit, kẽm oxit. Còn oxit trung tính là những oxit không tạo muối, là oxit không tác dụng được với axit, bazơ, nước, ví dụ carbon oxit, nitơ oxit. Trong chương trình hóa học lớp 9, chúng ta chỉ đi tìm hiểu hai nội dung, đó là tính chất hóa học của oxit bazơ và tính chất hóa học của oxit axit. Còn tính chất hóa học của oxit lưỡng tính và oxit trung tính các em sẽ được học ở những lớp trên. Oxit có nhiều ứng dụng trong đời sống và sản xuất, ví dụ canxi oxit, lưu huỳnh dioxit. Đây chính là nội dung bài 2 một số oxit quan trọng. Các em về nhà tự tìm hiểu sách giáo khoa. Để củng cố kiến thức vừa mới học, chúng ta cùng luyện tập qua một số bài tập sau. Bài 1, hãy chọn câu trả lời đúng trong các câu sau. Cho các oxit sau: canxi oxit, sắt ba oxit, lưu huỳnh dioxit. A. Những oxit tác dụng được với nước là canxi oxit, lưu huỳnh dioxit, sắt ba oxit. B. Những oxit tác dụng với axit clohydric, canxi oxit, sắt ba oxit. C. Những oxit tác dụng được với dung dịch natri hydroxit là lưu huỳnh dioxit. Trong các đáp án A, B, C, chúng ta thấy đáp án A sai, vì sắt ba oxit không tác dụng được với nước. Đáp án B đúng, vì các oxit bazơ đều phản ứng được với axit. Đáp án C đúng, vì oxit axit phản ứng được với dung dịch bazơ. Bài tập 2. Có những chất sau: nước, kali hydroxit, kali oxit, lưu huỳnh dioxit. Hãy cho biết những cặp chất có thể tác dụng với nhau và viết phương trình hóa học xảy ra. Dựa vào tính chất hóa học của oxit axit và oxit bazơ, chúng ta có những cặp chất tác dụng được với nhau. 1. Kali oxit tác dụng với nước tạo thành kali hydroxit. 2. Lưu huỳnh dioxit tác dụng với nước tạo thành axit sulfuro. 3. Carbon dioxit tác dụng với kali hydroxit tạo thành kali carbonat và nước. 4. Kali oxit tác dụng với lưu huỳnh dioxit tạo thành kali sulfit. Bài 3. Từ những chất canxi oxit, lưu huỳnh dioxit, carbon dioxit, lưu huỳnh trioxit, kẽm oxit, hãy chọn chất thích hợp, điền vào các sơ đồ phản ứng sau và hoàn thành phương trình hóa học. Phương trình A. Phương trình B. Phương trình C. Phương trình D. Và phương trình E. Chúng ta hoàn thành các phương trình hóa học như sau. Phương trình A, chất cần điền là kẽm oxit, vì ở đây axit tác dụng với chất gì để tạo thành muối, kẽm sulfat và nước. Vậy chất cần điền là một oxit bazơ, chúng ta điền kẽm oxit. Phương trình B, chất cần điền ở đây là lưu huỳnh trioxit, vì natri hydroxit là một bazơ tác dụng với chất gì để tạo thành muối, natri sulfat và nước. Vậy chất cần điền ở đây là một oxit axit, chúng ta điền lưu huỳnh trioxit và cân bằng. Phương trình C, chất cần điền ở đây là lưu huỳnh dioxit, vì nước tác dụng với chất gì thì tạo thành axit, chúng ta cần điền ở đây là một oxit axit. Vậy công thức là lưu huỳnh dioxit. Phương trình D, chất cần điền ở đây là canxi oxit, vì nước tác dụng với chất gì để tạo thành một dung dịch bazơ. Vậy chất cần điền là một oxit bazơ, chúng ta điền canxi oxit.
và phương trình E, canxi oxit tác dụng với chất gì để tạo thành canxi carbonat? Vậy chất cần điền ở đây là carbon dioxide, vì oxit bazơ tác dụng với oxit axit thì tạo thành muối. Bài 4. Cho những oxit sau: carbon dioxit, lưu huỳnh dioxit, natri oxit, canxi oxit, đồng hai oxit. Hãy chọn những chất đã cho tác dụng được với: A. Nước tạo thành dung dịch axit. B. Tác dụng với nước tạo thành dung dịch bazơ. C. Tác dụng với dung dịch axit tạo thành muối và nước. D. Tác dụng với dung dịch bazơ tạo thành muối và nước. Dựa vào tính chất hóa học, chúng ta có đáp án câu A. Những chất tác dụng với nước tạo thành dung dịch axit đó là các oxit axit. Chúng ta chọn carbon dioxit và lưu huỳnh dioxit. Câu B, các chất tác dụng với nước tạo thành dung dịch bazơ đó là các oxit bazơ. Chúng ta chọn đáp án natri oxit và canxi oxit. Câu C, các chất tác dụng với dung dịch axit tạo thành muối và nước đó là các oxit bazơ. Chúng ta có đáp án natri oxit, canxi oxit và đồng hai oxit. Câu D, các chất tác dụng được với dung dịch bazơ tạo thành muối và nước đó là các oxit axit. Chúng ta có đáp án carbon dioxit và lưu huỳnh dioxit. Các em tự viết phương trình hóa học cho các phản ứng xảy ra. Bài 5. Có hỗn hợp khí carbon dioxide và oxy, làm thế nào có thể thu được khí oxy từ hỗn hợp trên? Để tách oxy ra khỏi hợp chất từ hỗn hợp khí carbon dioxide và khí oxy, chúng ta phải chọn hợp chất nào tác dụng được với carbon dioxide mà không phản ứng được với oxy, và chúng ta quan sát được thí nghiệm. Vì vậy, chúng ta chọn đó là dung dịch canxi hydroxit dư. Dẫn hỗn hợp khí carbon dioxide và oxy đi qua dung dịch canxi hydroxit dư thì khí carbon dioxide sẽ bị giữ lại do phản ứng với canxi hydroxit. Chúng ta có phương trình carbon dioxide tác dụng với canxi hydroxit dư tạo thành canxi carbonat không tan và nước. Như vậy, oxy không tham gia phản ứng với canxi hydroxit, chúng ta tách được oxy ra khỏi hỗn hợp trên. Bài 6. Cho 32 g đồng hai oxit tác dụng vừa đủ với m g dung dịch axit sulfuric H2SO4 nồng độ 20%. Câu A, tính giá trị m. Câu B, tính khối lượng dung dịch thu được sau phản ứng. Câu C, tính nồng độ phần trăm của muối thu được. Ở bài tập này, câu A, đề bài yêu cầu chúng ta đi tìm giá trị M, chính là đi tìm khối lượng dung dịch axit sulfuric. Đề bài cho chúng ta nồng độ phần trăm của axit sulfuric là 20%. Như vậy, để tìm khối lượng dung dịch axit sulfuric, chúng ta áp dụng công thức bằng khối lượng chất tan nhân 100% chia C%. Nhìn vào công thức này, chúng ta thấy chúng ta đã có đại lượng C%, cần phải đi tìm khối lượng chất tan của axit sulfuric. Mà khối lượng chất tan của axit sulfuric, chúng ta áp dụng công thức bằng số mol nhân khối lượng mol. Để có được số mol của axit sulfuric, chúng ta dựa theo dữ kiện đề bài cho, đó chính là khối lượng của đồng hai oxit. Chúng ta đi tìm số mol của đồng hai oxit bằng khối lượng chia khối lượng mol. Viết phương trình đồng hai oxit tác dụng với axit sulfuric tạo thành đồng hai sunfat và nước. Từ số mol của đồng hai oxit, theo phương trình hóa học, chúng ta sẽ đi tìm được số mol của axit sulfuric. Như vậy, có số mol axit sulfuric, chúng ta đi tính được khối lượng chất tan của axit sulfuric. Có khối lượng chất tan, chúng ta tìm được khối lượng dung dịch axit sulfuric theo công thức bằng m chất tan nhân 100% chia C%.
Câu B, đề bài yêu cầu chúng ta đi tìm khối lượng dung dịch sau phản ứng. Vậy ở đây chúng ta lưu ý cho cô, đây là dạng toán. Pha trộn dung dịch có xảy ra phản ứng hóa học. Giả sử cô có phản ứng chất A tác dụng với chất B tạo thành chất C và chất D. Có hai trường hợp xảy ra. Trường hợp thứ nhất, nếu sau phản ứng không có chất kết tủa hoặc chất khí tạo thành, thì khối lượng của dung dịch sau phản ứng sẽ bằng tổng khối lượng của các chất tan vào. Như vậy, nó sẽ bằng khối lượng của chất A cộng khối lượng của chất B. Trường hợp thứ hai, nếu sau phản ứng có chất kết tủa hoặc chất khí tạo thành, ở đây cô giả sử chất D có thể là chất kết tủa hoặc là chất khí. Vậy, khối lượng dung dịch sau phản ứng sẽ bằng tổng khối lượng của các chất tan vào trừ khối lượng của chất kết tủa. Nếu có chất khí, chúng ta trừ khối lượng của chất khí, nếu có cả hai, trừ cả hai. Như vậy ở đây chúng ta có công thức khối lượng dung dịch sau phản ứng bằng khối lượng của chất A cộng khối lượng chất B trừ đi khối lượng của chất D. Dựa vào công thức tính khối lượng dung dịch sau phản ứng, chúng ta áp dụng làm câu B. Nhìn vào phương trình hóa học, chúng ta thấy dung dịch sau phản ứng không xuất hiện chất kết tủa hoặc là chất khí. Như vậy, khối lượng dung dịch sau phản ứng sẽ bằng tổng khối lượng của các chất tan vào, chính là bằng khối lượng của đồng hai oxit cộng khối lượng của dung dịch axit sulfuric. Câu C, đề bài yêu cầu chúng ta đi tìm nồng độ phần trăm của muối thu được sau phản ứng. Muối thu được sau phản ứng ở đây chính là đồng hai sulfat. Vậy nồng độ phần trăm của muối đồng hai sulfat sẽ bằng khối lượng chất tan chia khối lượng dung dịch sau phản ứng nhân 100%. Chúng ta đã có khối lượng dung dịch sau phản ứng tính ở câu B. Vậy chúng ta cần phải đi tìm đại lượng khối lượng chất tan của đồng hai sulfat. Khối lượng chất tan của đồng hai sulfat chúng ta áp dụng công thức bằng số mol nhân khối lượng mol. Vậy ở đây cần phải đi tìm số mol của đồng hai sulfat. Chúng ta dựa vào phương trình hóa học, từ số mol của đồng hai oxit chúng ta suy ra số mol của đồng hai sulfat. Như vậy chúng ta đã đi tìm được khối lượng của đồng hai sulfat bằng số mol nhân cho khối lượng mol. Có khối lượng chất tan, chúng ta áp dụng công thức tính nồng độ phần trăm của đồng hai sulfat bằng m chất tan chia m dung dịch sau phản ứng nhân 100%. Bài 6, trang 6 sách giáo khoa. Cho 1,6 gram đồng hai oxit tác dụng với 100 gram dung dịch axit sulfuric nồng độ 20%. Tính C phần trăm của các chất có trong dung dịch sau phản ứng. Cô hướng dẫn các em làm bài tập 6. Ở đây đề bài cho chúng ta hai đại lượng. Thứ nhất 1,6 gram đồng hai oxit. Thứ hai 100 gram dung dịch axit sulfuric nồng độ 20%. Chúng ta liên tưởng ngay đến dạng bài tập có chất dư. Bước đầu tiên, chúng ta chuyển các dữ kiện đề bài cho ra số mol. Chúng ta tính được số mol đồng hai oxit theo công thức bằng 0,02 mol. Từ 100 gram dung dịch axit sulfuric nồng độ 20%, chúng ta muốn tính được số mol của axit sulfuric. Thứ nhất, chúng ta phải tính được khối lượng chất tan của axit sulfuric sẽ bằng nồng độ phần trăm nhân khối lượng dung dịch chia 100% bằng 20 gram. Từ đây chúng ta tính số mol axit sulfuric theo công thức sẽ xấp xỉ bằng 0,2 mol. Bước 2, các em đi viết phương trình hóa học đồng hai oxit tác dụng với axit sulfuric tạo thành đồng hai sulfat và nước. Dựa theo phương trình hóa học, chúng ta lập tỷ lệ so sánh về số mol của đồng hai oxit và axit sulfuric. Chúng ta thấy đồng hai oxit phản ứng hết, axit sulfuric dư. Như vậy số mol các chất được tính theo số mol của đồng hai oxit. Chúng ta kết luận được trong dung dịch sau phản ứng, chất tan sẽ gồm đồng hai sulfat và axit sulfuric dư. Muốn tính nồng độ phần trăm của đồng hai sulfat và axit sulfuric dư, thứ nhất chúng ta cần phải đi tìm khối lượng chất tan của đồng hai sulfat và khối lượng chất tan của axit sulfuric dư theo công thức bằng số mol nhân khối lượng mol. Thứ hai, chúng ta đi tìm khối lượng dung dịch sau phản ứng
sẽ bằng tổng khối lượng của các chất tan vào, chính là bằng khối lượng đồng hai oxit cộng khối lượng dung dịch axit sulfuric. Có đại lượng khối lượng chất tan, khối lượng dung dịch sau phản ứng, chúng ta áp dụng công thức sẽ tính được nồng độ phần trăm của đồng hai sulfat và nồng độ phần trăm của axit sulfuric dư. Các em vận dụng phần hướng dẫn tự trình bày bài. Bài tập 3 trang 9 sách giáo khoa cho 200 ml dung dịch axit clohydric có nồng độ 3,5 m, hòa tan vừa hết 20 g hỗn hợp 2 oxit, đồng 2 oxit và sắt 3 oxit. Câu A viết phương trình hóa học xảy ra. Câu B tính khối lượng của mỗi oxit có trong hỗn hợp đầu. Câu A các em tự viết phương trình hóa học. Cô hướng dẫn làm câu B. Đây là dạng bài tập hỗn hợp, cùng cho 2 oxit, đồng 2 oxit và sắt 3 oxit phản ứng với axit clohydric. Thứ nhất, chúng ta chuyển dữ kiện đề bài cho 200 ml dung dịch axit clohydric nồng độ 3,5 m ra số mol. Chúng ta áp dụng công thức tính được số mol axit clohydric bằng 0,7 mol. Để tính được khối lượng của mỗi oxit có trong hỗn hợp đầu, chúng ta cần phải có số mol của mỗi oxit. Chúng ta gọi số mol của đồng 2 oxit và sắt 3 oxit lần lượt là x và y, với điều kiện xy lớn hơn 0. Tiếp theo, chúng ta viết phương trình hóa học. Đồng 2 oxit tác dụng với axit clohydric tạo thành đồng 2 clorua và nước. Chúng ta đánh dấu phương trình 1. Từ số mol của đồng 2 oxit chúng ta gọi là x mol. Theo phương trình, chúng ta tính được số mol axit clohydric tham gia phản ứng là 2x mol. Phương trình thứ hai, sắt 3 oxit tác dụng với axit clohydric tạo thành sắt 3 clorua và nước. Chúng ta đánh dấu phương trình 2. Chúng ta gọi y là số mol của sắt 3 oxit. Dựa theo phương trình, chúng ta tính được số mol của axit clohydric tham gia phản ứng là 6 mol. Theo phương trình 1 và 2 và theo bài ra, ta có hệ phương trình. Phương trình thứ nhất là khối lượng của 2 oxit bằng 20 g. Chúng ta có phương trình 80x cộng 160y bằng 20. Phương trình thứ hai là số mol của axit clohydric tham gia phản ứng là 0,7 mol. Chúng ta có phương trình 2x cộng 6y bằng 0,7. Giải hệ phương trình, chúng ta tính được x bằng 0,05 và y bằng 0,1, thỏa mãn điều kiện đề bài ra. Chúng ta có số mol đồng 2 oxit bằng x bằng 0,05 và số mol của sắt 3 oxit sẽ bằng y bằng 0,1 mol. Từ đây chúng ta tính được khối lượng của đồng 2 oxit và khối lượng của sắt 3 oxit. Vận dụng kiến thức được học, chúng ta hãy trả lời các câu hỏi sau. Thứ nhất, tại sao trên bề mặt các hố vôi tôi ngập nước hoặc là cốc nước vôi trong để lâu trong phòng thí nghiệm thường có một lớp váng trắng? Chúng ta quan sát hình sau. Đây là hình ảnh một bát nước vôi trong để lâu trong không khí. Chúng ta thấy là xuất hiện một lớp váng trắng phía trên. Tại sao lại có hiện tượng như vậy? Đó là do trong nước vôi tôi có chứa canxi hydroxit thuộc hợp chất bazơ. Trong không khí có một hàm lượng khí CO2. Khi chúng ta để cốc nước vôi trong lâu ngày trong không khí thì sẽ xảy ra phản ứng. Carbon dioxide tác dụng với canxi hydroxit tạo thành canxi carbonat và nước. Do lượng CO2 trong không khí không nhiều nên canxi carbonat được tạo thành một cách từ từ và tạo thành một cái lớp màng canxi carbonat không tan trên mặt hố nước vôi tôi hoặc là trên bề mặt những cái cốc nước vôi trong để lâu ngày trong không khí. Các em đã bao giờ nghe đến mưa axit chưa?
Vậy nguyên nhân nào gây ra mưa axit? Thì lưu huỳnh dioxit hay được gọi là khí sulfuro chính là thủ phạm chính gây ra mưa axit. SO2 có ở đâu? Lưu huỳnh dioxit có trong không khí và tạo ra từ khí thải từ động cơ, quá trình đốt cháy than đá, dầu, khí đốt, nhà máy luyện kim, nhà máy nhiệt điện, vân vân. Chúng ta quan sát qua hai hình ảnh sau. Đây là khí thải động cơ có sinh ra khí lưu huỳnh dioxit và khí thải từ các nhà máy. Khí lưu huỳnh dioxit kết hợp với oxy và hơi nước trong không khí tạo ra axit sulfuric. Axit sulfuric có lẫn trong nước mưa tạo nên hiện tượng mưa axit. Và mưa axit gây nên những tác hại gì? Chúng ta quan sát các hình ảnh sau. Ảnh hưởng đến đời sống của thực vật. Đây là hình ảnh đó là cây trồng bị chết khô do mưa axit. Ảnh hưởng đến môi trường, nước, làm chết cá. Mưa axit làm cho lượng axit trong nước tăng lên, nên cá chết. Ảnh hưởng đến các công trình kiến trúc, những di tích lịch sử. Và đồng thời ảnh hưởng đến sức khỏe, gây nên bệnh viêm phổi. Nội dung bài học của cô đến đây đã kết thúc. Các em về nhà học bài, làm các bài tập sách giáo khoa và chuẩn bị cho nội dung chủ đề sau, đó là tính chất hóa học của axit. Cô kính chúc sức khỏe quý thầy cô và các em học sinh.